Valamos. Valamos. Omus. Valamos. Valamos. Yuri. Valamos. Oklahoma. Valamos. 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 Zokanta. Valamos. Zokanta. Zokanta. Omus. Valamos. Zokanta. Zokanta. Valamos. Oklahoma. Zokanta. Donna E. Zokanta. Zokanta. Valamos. Zokanta. Alo, chúng ta cùng đến với trận thi đấu thứ tư ở trong trận đấu đầu tiên thôi. 2-1 dành cho Yugi Club là tỷ số lúc này, và đây là trận thi đấu thứ tư. Babylon đến từ cái tủ số 7. Bên kia Barber, một vác C. Bên này Babylon của cái tủ số 7. Eximang cầm Greg. Yugi người cầm Max C. Và cuối cùng Seng đến từ cái tủ Phương Tú. Và có lẽ chúng ta nên đến với màn hình máy của game thủ xi măng Greg. Rồi, một bài hiêu về khá sớm, nhưng game thủ xi măng quyết định giật voi trước. BE đang thiết kế giờ, nhưng mà phải giết nó cái đá, đúng rồi. Sau đó thì đá hiêu lần lượt về. Đây một bài hiêu cũng dễ đá thôi. Nói chung là thoải mái, cánh rừng cũng đã nhìn thấy rồi. Mọi thứ đều đang ổn định với game thủ xi măng. Trận trước một trận cho son, game thủ xi măng chơi rất hay. Và đây là trận thi đấu Greg nữa. Alo, vâng, chúng ta đến với trận đấu thứ tư ở trong trận đấu thứ nhất giữa Yugi Club và Hải Phòng Công Viên Lớp. Đây là máy game thủ xi măng cầm Greg. Bài này thì theo thông tin mới nhận được từ anh Gà Bờm thì bài này thế em bảo anh đánh một lần rồi. Và trong giải kỹ thuật viên miền Bắc thực sự nó quá lâu rồi, tôi cũng không thể nhớ được. Hôm đấy thì chắc tôi có mặt được một lúc thôi, nên không bình luận trận này thì phải. Rồi, đá qua màn anh Yugi. Max C sâu trong gánh. Bản này Yugi có dâng hết lên mà xúc không? Bài Max C thế nhà là không được quá đẹp cho lắm. Vòng bãi quả phụ thì lại rông rách, nên nói chung là vẫn xúc được. Bài này thêm đôi voi ấy thì mắc bêu. Seng của Phương Tú, vài đôi voi. Rồi kích ở 7-30, 25 lông dân Seng. Đóng bé thứ hai. Có bảy hiệu phụ ở đây. Thôi đã qua máy game thủ 17 một chút. Babylon ngoài cánh, bài này Babylon có đánh cung không để cho Mark dừng ra? Tôi nghĩ là Mark thôi, vẫn đánh chắc nhà thôi, dừng y thôi. Nói chung là chưa biết được, tùy bài. Còn các bố nhảy số nhanh lắm, không thể chịu được. Vâng, bên kia có một Persian gió đến 8%. Khả năng Per dừng L 8% vào 3 dường như dừng L. Nick cả dừng BL. Như vậy là Babylon đánh chém. Maxe chắc là vẫn đánh chém bình thường thôi. Để một mình cho Seng chủ lực. Bên kia có một Mark và 3 Per thì khả năng Maxe sẽ đánh cung A cao. Maxe đánh cung A và tổ chức nhảy 4 sớm thôi, chứ bên kia không có cửa. Rồi, bài 3 voi từ Babylon. Hiêu đầu thì ăn ở BS thì phải.
Hay là đây là bài thi hô thứ hai rồi. Dường như đây là bài thi hô thứ hai. Kích đời ở đầu dường như là 13x, tôi không kịp nhìn. Hai bãi vàng gần nhau luôn. Bài này 1S có thể là hai bãi. Và bò vé bình thường lại. Vâng, Persian màu 4 khủng long. Anh HP khủng long anh đã có người rồi đi qua nhà cái thủ màu 7 rồi. À không, đây vẫn còn. Còn cẩn thận, anh không ăn được vàng thì bách nhục. Thôi đóng ghét lên tử thế vào anh ơi. Tròn giò đây bảo kê. Đến 9 được dấu ân vàng bao giờ không? Rồi. Thôi. Ui, đông vậy. Vâng, anh định làm Lê Văn Luyện version 2 à? Vâng, bò rúi rụi. Thế còn lạc đà chui vào phát rồi, thôi lại rực rỡ luôn. Yugi, bánh cung A rồi. Vâng, thôi, chốc nữa xem ngoài sau xi măng đã. Ngoài xi măng chém nào. Gặp luôn nhà game thủ M1 là Max C luôn. Thế Max C không đánh cung A được rồi. Bên kia như sẽ có một Persian chắc nhà. Bánh chém thủ, khả năng cao. Vâng, vẩy E này thì vẩy này, vẩy cho tôi cái. Vẩy đi, đúng rồi. Rồi, giờ thì vẩy đi, ông vẩy cho tôi cái. Ông M1 ông nào đây? Ông Giang DJ. Vâng, M1 đã chính thức quẳng tên này. Bài mà Greg chém quá tốt, vâng, đang đóng cố một cái y. Rồi. Vâng, hy vọng Hoàng Dân này không bị phát hiện. Con chém một đời 1P luôn, sao thủ P? Sao lạc đà tạt vào à? Hôm nay 26 vẫn từ Greg. Thôi xe có đầu đẩy cung R chưa? Mày máy cứu thủ Phương Tú đang bị Y01 đâm. Bạch đèn. Và dường như màu 8 cũng đang có biến. Yugi Hồng Quân mình được đánh giá là đẹp hơn. Nhưng thực sự đang quá khó chịu. Nhưng còn là Persia nó quá đông và quá nguy hiểm. Vâng, tham lai còn 19 đến từ Max xe rồi. Đã có công an ở ra như vậy thì sẽ vẫn thủ được tên này. Rất kịp thời công an ở ra. Rồi, như vậy là tạm thời là đỡ được. Tham hơi tụt một chút. Xong dân hồi lại thôi. Mày máy game thủ PA, tôi chưa biết game thủ này tên thật là như thế nào. Hôm nay thì sáng đi học, chiều chạy mãi ra UE Club. Làm tí thôi. Không để ý đội hình ra quân bên kia. Hai bên. Dường như bên kia có Giang DJ khủng long, lấy cả rừng và bên lớp bên mình là Yugi Club. Nhưng mà anh PA tôi chưa biết. Bài đánh lạc đà kẹp cung R và có những con phù đi cùng. Và đây là nhà của Persian đánh cung A màu 2. Màu 2 đầu cánh dám đánh cung A. Ai là cứng đây. Cứng đây. Rồi. Thôi đợi xe đẩy thôi, đẩy xe đẩy cùng thôi. Xi măng. Tham lai 30-52. Chém chết được một chưa? Vâng, một feed thì tốt. Rồi đang đâm y nhà 1 rồi. Tươi quá. Vâng, lượng gỗ là hơi ít. Mày máy công thủ Phương Tú, anh đang đẩy ở đâu đây? Tham lai 34-88. Úi. Vâng, mang 1 tuần rưỡi cũng là đi thi đấu. Vâng, chỉ có thể là Phương Tú thôi. Rồi. Yeah.
Rồi, đấy là Quân Minh quay lại định bắn à? Vâng, Phương Tú hơi hơi hổ báo. Rồi, điều đây, điều đi. Không hơi hơi đông cung A tên này. Thôi thôi thôi, lùi đi. Lượng quân ở hơi ít so với quy định. Mô 7 đây. Vâng. Ui dồi, ua, thôi thôi thôi. Vâng, đội bạn đã đập ca rồi. Vâng, tất cả các mang hết quân ở đây ốp không? Mày máy thủ Yugi. Vâng, Yugi cũng đang xách sọt lên và đi rồi. Vâng, vác cái hàng lặng như gọi là 3Z với lại các kiểu con là điểu vác cái xúc nhà của game thủ màu 2 rồi. Vâng, 3Z 46 rồi. Vâng, 3 Zoka các kiểu mang bắn nhà game thủ màu 2 rồi. Vâng, rồi thôi, để màu 7 đây. Màu 7 đang lờn vờn bên ngoài thôi. Thăm lại 38, đánh từ từ thôi, đánh từ từ thôi. Không có gì phải vội cả. Đội bạn chắc vừa mới kích 4 thôi. Phương Tú 48 rồi, xem khác hồi cực kỳ nhanh. Tham lai lên 5 xịch. Xi măng 34-96-18. Một bài mà chém quá tốt từ cái thủ xi măng. Vâng, trước anh cầm trôi sông thì anh có thể gọi là chém quá tốt. Trận này thì anh cầm vừa đấy anh chém quá hay. Rồi bơm thịt vàng cho Yugi. Mày máy thủ Yugi kích 4 rồi. Rồi bây giờ thì đẩy đi. Vâng. Không. Vâng, thế nhà này hơi dị. Cái gì? Vâng, anh đang rền dữ. Anh sợ người ta đang ốp. Hôm nay là 50/1 lít đến từ thủ Phương Tú. Vâng, nhà hai nhà chủ lực bên mình là rất gần nhau. Ai ốp có thể sang thủ với nhau được hết. Vâng, rất hay. Mình đánh cứ to khỏe thôi, không gì phải vội cả. 39 đã có hot đến từ cái thủ màu 2 đẩy. Quánh. Phu. À, phu nó con hot này kìa. Vâng, có một con thôi, nó hơi đen. Lại là Persian chém vào. Rất khó chịu. Vụt. Vâng, còn một con lạc đà thôi, vụt chết luôn đi. Vâng, để hơi ngứa mắt. Cái gì đây? Vâng, ông cuộc hỗn chiến xảy ra chỗ trước mặt nhà Yugi. Vâng, có cả ca cộng luôn. Vùng bản truyền hình AOE sẽ được ca cộng phủ sóng ngay ngày hôm nay. Vâng, dần lui. Phương Tú 4-4. Rồi, màu 2 dường như chưa muốn đẩy. Mới chỉ gọi là đẩy chết tạm thời nhà cái thủ màu 7 thôi. Nhưng màu 7 dường như vẫn bình thường. Và không yếu, không khỏe. Tham lai vẫn 35. Vẫn đang xúc được những con cung A tại nhà cái thủ màu 2. Ok, thế hot đâu hết rồi. Vâng, anh vào như chỗ không người vậy. Vâng, Yugi đi sai rồi. Tỷ số là 2-2. Và chúng ta sẽ đến với trận đấu chung kết trong xe đấu đầu tiên thôi. Kèo 4 đang diễn ra rất là cân và rất là căng thẳng luôn.